tại 14 phần chúng ta khôi phục bộ chứa ba khí. Để các anh em có thể làm rõ hơn về các cái, anh em chúng ta có thể gọi tất cả các tên ở trên bộ chứa hỏa khí của chúng ta nếu như anh em chúng ta không biết. Em bật khóa lô thử. Đây có máy giòn phết nhầy. Máy móc giòn thật. Được rồi. Sao nghe nó cứ kiểu như là một máy. Hiếu chào các anh em. Video hôm nay thì Hiếu lại hướng dẫn cho các anh em phục hồi bình xăng con. Thì đầu tiên thì Hiếu sẽ mở cái khóa này lên để kiểm tra cho anh em. Và chúng ta sẽ đề máy này. Đấy. Nó giật 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 rồi nó chết luôn. Tiếp này. Đấy. Các anh em thấy nó giật không? Đấy nó chết máy luôn. Anh em chúng ta đề phát nữa này. Chết máy luôn, phát nữa này. Rồi. Bịch 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 bịch, chết máy luôn. Thì bây giờ Hiếu sẽ hướng dẫn cho các anh em tháo bộ phận chế hỏa khí này ra để phục hồi nhá. cái con ốc này lõm vào thì trần hết rồi sao? Sau khi anh em chúng ta đã tháo toàn bộ cái nhiếm thì anh em chúng ta sẽ lấy cái tròng 8 để chúng ta mở con ốc này ra nhé. Em mở ốc ra. Không. Anh em chúng ta tháo qua quả ga ra luôn nhá. Và anh em chúng ta sẽ tháo đến con ốc chỗ cái bầu lọc gió này. Rồi. Và như vậy là anh em chúng ta đã tháo được cái bộ chế hỏa khí hay còn gọi là bình xăng con. Sử dụng bằng tròng 17 chúng ta vặn ra. Anh em tuyệt đối không dùng cà lê nhá. Dùng cà lê thì nó bị trờn nơ via. Đợi, các anh em nhìn này cũng là hơi bẩn một xíu thôi. Đợi. Và cái thứ hai là anh em chúng ta sẽ dùng bằng cái tô vít bốn cạnh chúng ta mở hai con ốc ở cái cốc bên dưới ra. Đợi. Hiếu sẽ để tầm này để các anh em dễ quan sát. Nói chung là xăng rất là bẩn luôn các anh em ạ. Đấy, nó chuyển về cái màu đỏ gạch như là màu đất. Đấy. Nhìn rất là bẩn. Đây là phao xăng các anh em nha. Đấy, chốt này. Phao xăng này. Kim ba cạnh, kim ba cạnh gắn luôn vào phao xăng này. Thường thường nếu như mà cái bộ chế hỏa khí của chúng ta mà bị ra xăng dư ấy, mà ra cái xăng đây này, cái dây ở chỗ này này các anh em nhìn nha, đây nó chảy xăng ra đây, thì thường thường là một là cái kim này của nó, cái đầu cao su này là của nó bị hỏng. Thứ hai là bị các cái bụi cặn xăng nó kẹt vào đây thì cái khiến cái kim này của chúng ta đóng không chặt vào nó không đóng chặt vào đây. Thì nó khiến xăng nó sẽ tự động nó rò rỉ xăng chảy xuống và nó bị trào xăng. Đấy. Thì anh em chúng ta có thể dùng bằng cái tô vít hai cạnh chúng ta xả. Chúng ta xả cái xăng đáy này ra. Và đồng thời anh em chúng ta sẽ gõ nhẹ vào bộ chế hỏa khí như thế này. Chúng ta gõ nhẹ như này. Thì lúc đấy thì cái kim này nó sẽ mở ra
phao tụt xuống, xăng chảy ra thì nó làm cho các cái cặn bẩn nó chảy ra, thì nó anh em chúng ta lại vặn lại như cũ thì là nó ok. Đây là cách chỉnh mẹo. Và bây giờ anh em chúng ta sẽ tháo cái bếp xăng này ra, bếp chính, bếp phụ, để chúng ta có thể anh em chúng ta có thể kiểm tra. Cũng rất là bẩn luôn các anh em ạ. Đấy. Đấy, trong bộ chế hòa khí thì thường thường đất cát là chỉ nhét vào hai cái bếp chính và bếp phụ này thôi. Nó làm cho các cái lỗ li ti ở trên cái bếp này nó không phun được sương mù, xăng gió nó không hòa quyện được, thì nó khiến cho xe của anh em chúng ta lổ lụp bụp và hay hiện tượng mà chết máy đột ngột. Thì cái này anh em chúng ta có thể dùng bằng một cái dây điện để chúng ta chích cái dây đồng tuốt cái vỏ ra, chúng ta lấy cái dây đồng nhỏ chúng ta xiên qua lỗ nọ qua lỗ kia, chúng ta thông hết rồi chúng ta sẽ dùng bằng lọ dung dịch, chúng ta có thể vệ sinh nó là sạch, nó ok các anh em nhá. Đấy, 14 phần chúng ta khôi phục bộ chứa khí. Để các anh em có thể làm rõ hơn về các cái anh em chúng ta có thể gọi tất cả các tên ở trên bộ chứa hoặc khí của chúng ta nếu như anh em chúng ta không biết. Đấy. Và đây là cách lắp ráp từng chi tiết ở trên bộ chứa hoặc khí của chúng ta. Đấy các anh em thấy không? Đấy, chi tiết. Đấy. Từ vít gió, vít xăng và lò xo này, bệ ga kim ga đông đền cao su này, ống khuếch tán này, vòng cao su này, lỗ tia chính, lỗ tia phụ, bếp chính, bếp phụ. Đấy, trục ga, kim ga, tất cả có hết ở trong cái hệ thống này. Các anh em chỉ cần học hỏi và am hiểu để chúng ta có thể biết được 14 phần chỉnh về bộ chứa hoặc khí. Đấy. Anh em chúng ta chỉ lấy một cái dây đồng như này thôi. Đấy. Nhỏ li ti. Còn mấy cái này chúng ta có thể gấp lại và chúng ta có thể khôi phục. Và anh em chúng ta sẽ dùng bằng cái lọ tẩy này nha. Đấy. Rồi, ok, như này. Và chúng ta sẽ vệ sinh. Đấy. Anh em chúng ta có thể ngồi ngoáy từng lỗ này ra để chúng ta có thể vệ sinh nha. Đất cát là nhét lâu ngày rồi thì nó bết. Đấy, anh em chúng ta sẽ làm nha. Anh em chúng ta chỉ được phép lấy dây điện nhỏ thôi nha. Chúng ta không được phép lấy cái gì to hơn. Chúng ta ngoáy nó rỗng lỗ ra là hỏng, là chúng ta lại phải thay mới đấy. Còn cái lỗ bên trong này thì anh em chúng ta sẽ đút khoảng hơn chục sợi dây đồng nhỏ vào đây. Chúng ta ngoáy ngoáy bên trong này đi để cho nó ra hết cái cặn bẩn. Đây, chúng ta ngoáy như này. Anh em chúng ta chỉ cần ngoáy đi một tí là sạch rồi. Chúng ta sẽ xịt lại cái này vào để dung dịch tẩy của nó đi. Rồi. Tiếp theo chúng ta đến cái thứ hai. Anh em phải lưu ý nha, đừng cho nó tắc cái lỗ nào nha. Nó tắc đây này, Hiếu còn xiên qua này. Đấy, các anh em nhìn được không? Đó. Đây này, Hiếu còn xiên qua này. Đấy.
chỉ cần tắc một tí thôi là nó đã công suất của nó yếu rồi. Rồi, ok. Và tiếp theo là anh em chúng ta đến vệ sinh cái bình xăng con này nha. Đây là tất cả các cái hệ thống đường đi, dẫn gió và xăng. Thì anh em chúng ta chỉ cần dùng cái chai dung dịch này chúng ta xịt vào đây là nó sẽ tẩy ra hết. Rồi. Các anh em nhìn cái lỗ này nha, hiếu xịt vào đây là cái lỗ này nó sẽ phụt lên này. Đấy, các em nhìn thấy không? Rất bẩn, nước rất bẩn luôn này. Đấy. Đấy. Đấy, các anh em nhìn nhá. Ví dụ cái này nhá, cái này của nó đang là bẩn nhá. Kiểu xịt này, nó tẩy sạch hết luôn này. Đấy. Đấy, nó tẩy sáng luôn mà anh em. Đấy. Đây là họng ga này. Anh em nhìn họng ga đây nha. Đấy. Đây là tất cả mùn bớn bẩn thỉu để hiếu xịt này. Sáng bóng luôn này. Đấy. Đấy. Đây là dung dịch tẩy. Chuyên tẩy rửa họng ga. Đấy. Anh em nhìn nha. Đây này. Rồi. Các anh em nhìn nha. Đây này bẩn như này này. Đây này các cái lỗ đường ống này các anh em xịt vào đây này để cho nó tẩy sạch sẽ. Còn đây là các cái vít chỉnh gió. Thì theo Hiếu thì các anh em tháo ra vệ sinh được mà không tháo ra vệ sinh được. Vì cái này thì nó cũng không có gì cả. Anh em ạ, đây này, Hiếu tháo cho anh em xem này. Đấy. Nó chỉ có mỗi một cái con ốc và một cái lò xo này thôi. Anh em có tháo ra vệ sinh được mà không tháo ra vệ sinh được. Khi chúng ta mà siết con ốc vào thì nó sẽ cái này nó sẽ đẩy vào nó sẽ nâng cái quả ga của anh em chúng ta lên các anh em ạ. Đây là cái quả ga của anh em chúng ta. Khi anh em chúng ta chỉnh cái con ốc cái gọi mình gọi là cái vít chỉnh xăng thì bình thường thì nó sẽ làm như thế này. Đấy, bình thường nó làm như thế này. Thì khi anh em chúng ta càng siết cái con ốc này vào thì cái quả ga này của chúng ta càng đi lên cao. Vì anh em nhìn ngắm thẳng vào đây là nó có cái check các anh em không? Bị vát. Đây này, check vát này. Máy quay này của Hiếu là máy quay đẳng cấp nhất hiện nay rồi, GoPro Hero 7 Black rồi, cho nên là Hiếu cận cảnh các anh em nhìn rất là rõ. Chẳng qua ở quán thì nó hơi tối một chút xíu thôi nhưng mà các anh em vẫn nhìn được. Đấy. Đây nha. Đầu tiên thì cái vít chỉnh gió nó sẽ nằm đây. Anh em chúng ta chỉnh dần vặn vào dần thì nó sẽ trượt con ốc này các anh em này, trượt lên này. Đấy. Đã trượt xuống tận đây thì bắt buộc cái quả ga của mình sẽ lưng lên cao thì trong cái kim này kim cối nó sẽ bị hở, luồng xăng gió nó sẽ vào nhiều thì máy của chúng ta sẽ lổ ga đăng ký rất là to. Đấy, cho nên là anh em phải chỉnh chuẩn, không được chỉnh to quá mà cũng không được chỉnh nhỏ quá nha. Đấy, anh em chúng ta ráp, anh em chúng ta tháo như nào và chúng ta ráp y chang như thế nha, đừng bỏ sót con ốc nào nha. Bỏ sót con ốc nào lại đưa vào lồi để luộc ăn thì chết dở. Rồi. Như vậy là anh em chúng ta đã phục hồi bình xăng con thành công nha. Đấy, bây giờ Hiếu sẽ ráp vào và đưa lên máy là lổ máy thôi. Và bây giờ anh em chúng ta sẽ tháo cái kim ga này ra nha. Thì anh em chúng ta có thể lấy cái tô vít bốn cạnh như thế này, chúng ta sẽ sọc vào cái lỗ này và anh em chúng ta vặn nhẹ.
Hai là anh em chúng ta sẽ cầm cái kim mỏ nhọn này, chúng ta sẽ vặn nhẹ cái chốt của nó ở cái kim này là ra nhá. Bây giờ Hiếu sẽ làm này. Đây, anh em chúng ta vặn nhẹ này. Rồi. Thì các anh em thấy đấy, cái chốt đây này có cái lẫy này. Đấy. Khi anh em chúng ta gạt, chúng ta xoay nhẹ phát là nó vào lẫy. Anh em chúng ta xoay nhẹ ra thì nó sẽ trượt qua cái này thì chúng ta sẽ lưng được. Ở dưới đây có một cái lò xo. Cái lò xo này để nó hãm kim. Đó, kim chúng ta lưng lên đó. Rồi. Cái lò xo này để hãm cái kim như này. Đấy. Để anh em chúng ta mỗi lần kéo ga lên kéo ga xuống nó có cái lò xo nó đàn hồi nha. Đấy. Nếu như cái kim nào mà anh em chúng ta cảm thấy là mòn không đều mà bị vát nhiều quá cong vênh, anh em chúng ta thay mới đi cho đỡ tốn xăng nha. Rồi. Đấy là cách sửa chữa của Hiếu. Thì bây giờ Hiếu sẽ vệ sinh rồi đi. Đây nha các anh em, nhìn cái kim nó bẩn như thế này này. Đây nha, cái kim nó bẩn thỉu như đen xì này. Hiếu vệ sinh là sạch sẽ luôn này. Đấy. Này, sáng bóng như mới luôn các anh em ạ. Đây này. Đấy, các anh em nhìn được không? Đấy. Anh em chúng ta chỉ cần bớt chút thời gian khoảng ra 10 phút là xe của anh em chúng ta sẽ ngon lành cành đào luôn. Đấy. Sau khi anh em chúng ta vệ sinh sạch sẽ rồi, anh em chúng ta sẽ ráp kim lại này. Đấy, đút kim. Và anh em chúng ta sẽ đút cái chốt của nó vào. Chúng ta đút vào rồi chúng ta sẽ lại vặn nhẹ nha. Bây giờ Hiếu sẽ để xuống đây Hiếu làm. Và bây giờ Hiếu sẽ ráp bộ chế hỏa khí vào nha, hoặc là bình xăng con vào nha. Thì Hiếu vừa mới bộ chế hỏa khí này Hiếu vừa mới phục hồi lại, thì bây giờ Hiếu sẽ ráp lại. Anh em chúng ta lưu ý nha, cái chỗ hai con ốc chỉnh xăng gió này là anh em chúng ta quay cái hướng vẹt một ít đây này. Đấy, chúng ta hướng về nó nha. Còn cái cạnh dài một đường thẳng đây này thì anh em chúng ta sẽ quay về hướng có cái chốt đinh này nha. Đấy. Đấy, rồi anh em chúng ta sẽ vặn lại. Anh em chúng ta sẽ ráp trước cái quả ga và chúng ta sẽ ráp bộ chế hỏa khí vào xe luôn. Rồi, ok. Đấy, rất là đơn giản. Như vậy là anh em chúng ta đã ráp toàn bộ xong xuôi bộ chế hỏa khí hay còn gọi là bình xăng con lên xe. Anh em chúng ta sẽ mở khóa lên này. Anh em chúng ta mở khóa lên để một lúc rồi anh em chúng ta lại khóa lại. Anh em chúng ta mở khóa lên một lúc nha. Rồi anh em chúng ta đợi cho xăng là xuống. Nó xuống cái bộ chế hỏa khí đó này. Nó xuống lưng cái cốc này. Rồi anh em chúng ta sẽ đóng lại. Anh em chúng ta xả hết cái xăng ở trong cái cốc này ra ngoài. Xăng đầu tiên là vì anh em chúng ta vừa phục hồi thì có thể trong khi chúng ta ráp vẫn còn cái cặn bụi bẩn các thứ thì chúng ta muốn xả hết ra nhá. Và bây giờ Hiếu sẽ xả ra. Con ốc hai cạnh thì anh em chúng ta sẽ dùng cái tô vít hai cạnh để chúng ta xả đáy nó ra. Anh em chúng ta sẽ vặn cái này nhá. Vặn này để cho xăng ở trong này nó chảy ra hết nhá. Để cho nó ra hết cặn bẩn nhá. Đấy, các anh em nhìn cái xăng này. Đấy.
Còn một tí cặn bẩn nào khi anh em chúng ta mà chưa vệ sinh sạch nó còn bám ở đấy thì nó sẽ ra hết luôn. Rồi bây giờ anh em chúng ta sẽ vặn ốc lại và mở sang. Rồi, đèn báo số lên này. Bây giờ anh em chúng ta sẽ đề thử xem ngon chưa nha. Máy móc rất là êm ngon các anh em. Rồi, garanti thì hơi nhỏ, anh em chúng ta có thể chỉnh lên một chút xíu, vì lúc đấy anh em chúng ta mở ra vệ sinh mà. Đây là chúng ta vặn lên một chút xíu này, một ít thôi, chúng ta chỉnh dần. Như vậy là ok đấy các anh em ạ. Có vẻ là hơi to, anh em chúng ta sẽ nhả về. Anh em nào mà chưa biết chỉnh thì anh em đấy vào xem cái cuốn tài liệu của Hiếu nha. Cuốn tài liệu chỉnh xăng gió nha. Đây là vít chỉnh gió này, còn đây là vít chỉnh xăng này. Đấy, vít chỉnh xăng có nghĩa là cái quả ga mà đi lên đi xuống là Hiếu có hướng dẫn cho các anh em đấy. Đấy, ống bô thì nghe rất là êm tai các anh em nghe này. Nghe rất là phê đúng không các anh em? Và như vậy là video của Hiếu đến đây kết thúc nha. Thì Hiếu cũng xin chúc tất cả các anh em có thể tự mình sửa chữa được cái xe tại nhà. Và có gì mà không hiểu thắc mắc thì anh em có thể liên hệ qua Zalo, nhắn tin cho Hiếu. Nhiều khi Hiếu bận thì Hiếu chưa trả lời ngay, nhưng các anh em muốn hỏi gì cứ nhắn vào đấy, rồi lúc nào Hiếu rảnh rỗi thì Hiếu sẽ trả lời cho anh em. Đấy, anh em nào mà muốn tham khảo thêm thì hãy xem những cuốn tài liệu của Hiếu hướng dẫn về sửa xe nha. Video của Hiếu đến đây kết thúc. Xin chào các anh em.